Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là thời sự ngày 8 tháng 5 năm 2024. Đồng Nai, cá chết trắng hồ, mùi hôi bay vào nhà dân. Việt Nam, UBR 2024. Hà Nội nói, ưu tiên sự ổn định khi trả lời về vi phạm nhân quyền. Lãnh án chung thân vì cầm đầu đường dây sản xuất tiền giả. Khoảng 10.000 tỷ đồng bị lừa đảo trên không gian mạng trong năm 2023. Hàng trăm tấn cá các loại chết nổi trắng trên hồ sông Mây ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trong đợt nắng nóng dữ dội cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua. Một hộ nuôi cá tại đây cho biết, hồ nuôi cá của ông bị thiệt hại nặng, ước vài trăm tấn cá đã chết. Hàng năm thì nó là không đến nỗi nào, tại vì nó giờ nó đang làm cái công trình thủy lợi bên đó, nó để nâng cấp cái bờ bao rồi, nên nó xả đặng nó làm cho kịp tiến độ rồi đó, nó xả lố mục tiêu nên nước xuống nhanh quá, con cá trong hồ của mình là đánh bắt không kịp nên cái sản lượng nó còn rất là nhiều, là nước xuống nóng quá nên nó chết, thiệt hại rất là nặng. Bây giờ thì nói chung là mình nước lượng vài trăm tấn, công nhân mình cứ là vớt xúc, nổi vớt, cá trôi, cá mè, cá chép, cá phi, rồi cá nàng hai, cá lát có nè, cá tra nè. Cá chết số lượng lớn, phân hủy nhanh nên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân. Hai người dân sống gần khu vực trên than thở, nhà đóng kín cửa vẫn ngửi thấy mùi hôi. Nói chung là dân cũng khó chịu thôi, cả ngày đêm ngủ không được, kiểu thối lắm, thối coi như là như một cái gì, như kiểu là con heo không chết. Nói chung từ dọc đây xuống là thổi hết trong làng trong xóm tuốt cái kia, hôi lắm. Cơm nước đóng cửa ra ăn đi, bịt cửa, nôn nao người. Nó xả đâu như khoảng cỡ 4 ngày, cạn nước hết mà. Con nó nọ như không có mùi này, nhân là chúng ta đây ngồi mát. Ở đây, đây là khu vực sông Mây. Thế là tự dưng nó xả hết sạch, không có nước. Mà đây là cái hồ này là ngày xưa để nuôi cho bọn trồng cây, trồng lúa. Bây giờ như vậy ách nước lại cái đồng ruộng chết. Cái khô chờ mùa mưa, với con nước thì chờ mùa mưa thì hắn cần gì nữa. Mất nước bây giờ như cây cối thì khô cằn hết, chết hết. Tự dưng khô nứt nẻ cái là thôi. Trời nó qua tới đây luôn anh, vui lắm, nhức đầu luôn. Đấy là em đóng cửa kín mít hết rồi đấy, mà không ngủ được. 3-4 ngày nay rồi anh, ngủ nó hồi khó chịu lắm. Tối đến ấy, là phải đóng cửa kín mít, còn ban ngày thì thôi chịu khó ngửi vậy. Thế là buổi tối là em phải nhít hết cửa luôn ấy, ở không ở dưới là cũng phải nhít vào. Mà vẫn còn mùi, nhức đầu luôn. Không chịu nổi. Nói chung thì khách đến người ta ngồi thì người ta không đỡ làm sao mà cứ thấy có cái mùi gì thì em mới bảo ở bên kia sông, ở trên kia cá nó chết xong rồi mấy bữa nay nó có mùi vậy ấy. Nên là họ cũng nói à vậy hả? Thì họ ngồi tí rồi họ đi luôn. Người ta không dám ngồi lâu luôn ấy. Mình đây mình còn không chịu nổi với chi khách. Cả ngày cả đêm luôn anh. Đâu có riêng gì tính giờ giấc gì đâu. Suốt 24/24 nhức hết đầu. Mới đầu em cứ nghĩ là con gì nó chết, con chuột nó chết hay con gì chết, đi tìm khắp nhà luôn. Mà chẳng thấy con gì hết, mà cứ sau cứ thấy mùi đâu ấy. Đi lễ xong rồi mấy người bảo trời ơi, hồ trên kia cá nó chết đầy đó mà em biết rồi. Dạ em không biết gì luôn. Em cứ tưởng con gì nó chết, em đi tìm quanh nhà em. Hồ sông Mây nằm trên địa bàn các xã Bắc Sơn, Bình Minh, Sông Trầu và thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. Đây là hồ chứa nước tưới tiêu cho hàng trăm hecta lúa tại hai huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Diện tích mặt nước hồ sông Mây được giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai quản lý nuôi trồng thủy sản. Truyền thông nhà nước cho biết, theo đại diện đội nuôi trồng thủy sản, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, đầu năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai thi công dự án cải tạo, sửa chữa và nạo vét hồ sông Mây. Quá trình thi công, đơn vị kiến nghị duy trì khoảng 1 triệu khối nước để lượng cá trong hồ chưa kịp khai thác sinh sống. Tuy nhiên, hạn hán kéo dài, chủ đầu tư xả nước về hạ nguồn khiến nước hồ giảm sâu làm cá chết hàng loạt. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt nói, nhà nước Việt Nam ưu tiên ổn định xã hội và phát triển kinh tế khi phản hồi những quan ngại của quốc tế về hạn chế nhân quyền trong phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát
hay là rà soát định kỳ phổ quát, viết tắt là UPR, cho Việt Nam lần thứ tư tại Geneva, Thụy Sĩ vào sáng ngày 7 tháng 5. Phản ứng về quan ngại đàn áp tự do ngôn luận và hội họp, Thứ trưởng Việt phát biểu bằng tiếng Anh. Chúng tôi luôn hoan nghênh những lời chỉ trích mang tính xây dựng, nhưng chúng tôi không tha thứ cho việc lan truyền thông tin sai lệch hoặc kích động có thể gây bất ổn hoặc xâm phạm an ninh quốc gia của chúng tôi. Một trong những yếu tố đã giúp chúng tôi đạt được sự phát triển xã hội và kinh tế một cách ổn định là chúng tôi giữ được hòa bình và sự ổn định của đất nước, và chúng tôi không cho phép bất cứ hành động hay sự kích động nào gây nguy hiểm cho sự ổn định đó. Ông Việt cũng hàm ý nhắc nhở các quốc gia dân chủ không nên áp đặt tiêu chuẩn nhân quyền của họ lên Việt Nam vì cho rằng cần tôn trọng sự đa dạng và đặc thù của mỗi quốc gia. Mặc dù nhân quyền mang tính phổ quát, sự đa dạng và đặc thù cũng cần được tôn trọng và không có một mô hình chung nào có thể áp dụng cho tất cả các quốc gia trong việc theo đuổi nhân quyền vì lợi ích tốt nhất của người dân. Ông Việt và các thành viên khác của Phái đoàn Việt Nam không trả lời cụ thể về các khuyến nghị xóa bỏ điều 117, 118 và 331 của Bộ Luật Hình sự của các quốc gia như Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Áo, v.v. Nhiều quốc gia cũng khuyến nghị Việt Nam thành lập Ủy ban Quốc gia về Nhân quyền. Về vấn đề này, ông Việt nói: Thực sự chúng tôi đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu, hội thảo và tham quan để học tập kinh nghiệm về mô hình xây dựng Ủy ban Nhân quyền Quốc gia. Một điều chúng tôi học được là mô hình cơ quan này rất đa dạng và do vậy chúng tôi thấy khó khăn trong việc bắt đầu từ đâu và thành lập mô hình nào thì thích hợp cho Việt Nam. Hàng chục quốc gia, trong đó có Estonia, Phần Lan, Ireland, khuyến nghị Việt Nam xóa bỏ án tử hình và hoãn thi hành án tử hình. Tuy nhiên, ông Việt cho rằng hiện tại, vì một số đặc điểm, Hà Nội chưa thể xóa bỏ án tử hình. Bình luận về các phát biểu của các quốc gia và phản ứng của Việt Nam trong phiên kiểm điểm, một nhà hoạt động nhân quyền ở Hà Nội nói với Đài Á Châu Tự Do trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh. Tôi thấy phiên kiểm định rất hời hợt. Các quốc gia đưa ra khuyến nghị dường như đưa ra cho vui hoặc là qua loa. Có một vài nước đề cập một cách hời hợt tới các quyền tự do cơ bản như quyền tự do báo chí, hội họp, công đoàn, án tử hình. Trong khi đó, báo cáo và phản hồi của phía Việt Nam cũng là một cách chiếu lệ. Các định nghĩa nhân quyền của Hà Nội cũng chỉ là cái ăn cái mặc chứ không đề cập sâu vào những thứ về quyền dân sự, chính trị. Sau phiên đối thoại ngày 10 tháng 5, nhóm công tác về UPR của Hội đồng Nhân quyền sẽ họp để xem xét thông qua báo cáo về kết quả rà soát UPR đối với Việt Nam và trình Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chính thức thông qua tại khóa họp thường kỳ lần thứ 57 vào tháng 9-10 năm nay. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong ngày 7 tháng 5 đã tuyên án Trần Văn Miên và đồng phạm trong đường dây sản xuất tiền giả, truyền thông loan cùng ngày. Cụ thể, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên Trần Văn Miên, 36 tuổi, trú tỉnh Cà Mau, với mức án tù chung thân. Nguyễn Thị Cẩm Duyên, 36 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, 18 năm tù. Nguyễn Như Phú, 53 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, 20 năm tù. Huỳnh Hoàng Thương, 19 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, 12 năm tù. Huỳnh Thị Thúy Hằng, 38 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, 14 năm tù, cùng về tội làm, tàn trữ, lưu hành tiền giả. Các bị cáo Đoàn Văn Dương, 35 tuổi, trú Quảng Nam, 14 năm tù. Hồ Văn Tiện, 36 tuổi, trú Quảng Nam, 7 năm tù, cùng tội, tàn trữ, lưu hành tiền giả. Trong vụ án này, Miên được cho là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm, giữ vai trò chính, rủ rê các bị cáo khác cùng thực hiện hành vi giúp sức. Cáo trạng kết luận, tổng số tiền giả mà nhóm của Miên đã làm là 1.300 tờ tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng đã thành phẩm, tương đương 900 triệu đồng, và 388 tờ A4, in hình tiền, mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 777,5 triệu đồng. Tổng số tiền người dân bị lừa đảo chiếm đoạt trên mạng khoảng 8 đến 10.000 tỷ đồng trong năm 2023, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an cho truyền thông hay tin trên trong ngày 8 tháng 5, đồng thời xác nhận đó là con số dựa trên những sự việc do người dân đến trình báo cơ quan công an. Bộ Công an cho biết thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra liên tục tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bộ Công an trong năm qua đã khởi tố 1.500 vụ án vì tội lừa đảo trên không gian mạng. Trong cùng ngày, theo thống kê của Kaspersky tại Việt Nam, trong năm 2023,
có đến hơn 17 triệu trường hợp lây nhiễm cục bộ, tin tặc xâm nhập máy tính của người dùng. Ước tính mỗi ngày có hơn 15.000 mã độc xuất phát từ Việt Nam. Tần suất tấn công mạng cũng tăng lên đặc biệt, nhằm vào các doanh nghiệp, tổ chức ở lĩnh vực tài chính và chứng khoán. Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, giám đốc mảng doanh nghiệp Kaspersky tại Việt Nam cho biết trên tờ VN Economy rằng chỉ trong quý 1 năm 2024, tần suất của các cuộc tấn công mạng đã gia tăng với các phương thức cực kỳ tinh vi. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tin tức của RFA Tiếng Việt.